Ta xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Shop Guitar Nhật Phan Gia. Thì rất hân hạnh cùng với mọi người, ngày hôm nay em xin giới thiệu cho quý cô chú anh chị và các bạn một dòng đàn classic đến từ Nhật, một thương hiệu rất là nổi tiếng, rất là đại chúng, một thương hiệu khá là quen thuộc của mọi người, đó là cây đàn Aria. Nhưng mà đặc biệt hôm nay thì bên cạnh em đây là cây đàn Aria em sẽ chuẩn bị giới thiệu cho quý cô chú anh chị. Tuy nhiên thì dòng đàn này thì em nghĩ rất là phù hợp để mà phụ huynh chúng ta có thể cho con em mình tiếp cận với âm nhạc, cụ thể là một cái loại nhạc cụ guitar classic. Đây là một cái dòng đàn guitar classic có một cái scale, đó là scale 53. Thì cái scale này phù hợp cho những em, những cháu từ 8 tuổi cho tới khoảng 12 tuổi thì sẽ chơi rất là phù hợp. Rồi, và sau đây thì em xin phép được giới thiệu tổng quan ngoại hình trước và sẽ đi vào chi tiết sau. Đây là cây đàn Aria A20, có scale là 53, được sản xuất tại Nhật nha mọi người. Em sẽ mời mọi người xem tem, nếu mà mọi người không thấy rõ thì em sẽ để cái tem lên màn hình cho mọi người có thể dễ quan sát hơn. Thì ngoại hình cây đàn này thì em đánh giá là đây là một cây đàn gần như là mới, rất là đẹp. Ngoại hình line new luôn, rất là đẹp mọi người. Ngoại hình line new luôn, rất là đẹp nha. Đó. Khóa vàng mọi người. Đó. Khóa vàng và ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Rồi đó là thông tin về sơ bộ, chúng ta sẽ đi về chi tiết cây đàn nha mọi người. Rồi. Theo thông số của nhà sản xuất cung cấp thì chúng ta sẽ có một cấu hình gỗ như sau. Chúng ta sẽ có một cây đàn có một mặt top là Solid Cedar, Red Cedar. Cedar thì cho chúng ta một cái chất âm khá là trầm, ấm. Top là top Solid, là gỗ thịt nha mọi người. Top là gỗ thịt. Lưng và hông thì được cấu tạo bởi gỗ Sabeli. Nếu mà đọc tiếng Việt của mình đó là gỗ xoan đào nha mọi người. Xuất xứ của cái loại gỗ này đó là từ Nam Phi và các nước ở Trung Đông mọi người. Đó, ở Trung Đông, Ấn Độ rồi đó, là cái những cái loại gỗ này là loại gỗ xoan đào Nam Phi. Đó. Loại gỗ này có một cái cho chúng ta một cái vân gỗ cũng khá là đẹp mắt, và khi mà chúng ta ra ngoài ánh nắng thì nó có một cái độ cườm đó mọi người. Đó, chúng ta thường hay gọi là nó ánh cườm lên đó. Rồi, thì cần đàn thì được làm bằng gỗ mahogany và chúng ta sẽ có được một mặt phím được làm bằng gỗ cẩm ấn nha mọi người ha. Ở trên cái đàn này thì có ti chỉnh cần luôn. Ti chỉnh cần thì chúng ta sẽ có ti chỉnh cần nằm ở phía trong miệng thùng. Rồi, về các chi tiết kỹ thuật như là bộ khóa thì ở trên cái dòng A20 này thì vẫn được trang bị một bộ khóa vàng cao cấp, rất là tinh tế nha mọi người nha. Rồi, một cái thiết kế là vô cùng là cái đầu cần là rất là đẹp, mà một thiết kế vô cùng là tối giản luôn, rất là đẹp. Rồi, rất là đẹp ha. Mọi người có thể thấy được là cái phần phím gỗ họ làm bằng cẩm ấn nên cái vân gỗ của cái phím rất là đẹp nha mọi người. Và em xin nhắc lại là cây đàn này đang trong một cái tình trạng ngoại hình cực kỳ đẹp và các tình trạng kỹ thuật của cái đàn là nguyên zin, nguyên bản hết, không có làm lại, dán lại hoặc là phục chế cái đàn hay nha mọi người. Rồi, chúng ta sẽ đi về chi tiết của ngựa. Ngựa thì hiện trạng ngựa là zin nha mọi người, và chưa qua dán lại, chưa qua xử lý, ngựa là zin luôn, zin toàn bộ. Rồi, chúng ta sẽ đi tới điều kiện kỹ thuật thứ hai, đó là gót cần. Thì gót cần này mọi người có thể quan sát được là gót cần nó vẫn còn rất là đẹp mọi người. Đó, rất là khích khao. Cái độ bóng của cái đàn này nó nhiều khi quay ở ngoài trời nó có bị chá bóng thì mọi người thông cảm nha. Cái đàn này rất là bóng mà. Nó còn rất là đẹp, rất là mới. Rồi, các chi tiết ở phía sau gót cần, phía cổ cần thì vẫn còn trong tình trạng đẹp, chưa có bị nứt gì hết. Các chi tiết khóa, các núm tay khóa cho tới cốt khóa thì vẫn còn trong tình trạng rất là tốt nha, sử dụng rất là mượt mà. Rồi, chúng ta sẽ xin chia sẻ thêm về cái yếu tố kỹ thuật của cây đàn, đó là cây đàn nó có một cái kích thước, thường mình hay sử dụng từ là 3/4, đàn 3/4 đó mọi người. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nên xem cây đàn đó dựa trên cái scale. Scale 53 là 53 là từ vị trí từ lược cho tới phần ngựa dưới mọi người,
đó là 53 mm, 530 mm, đó 530 mm. Thì cái scale này là một cái scale ngắn, nó bao gồm là 19 phím nha mọi người. Tổng cộng là chúng ta sẽ có được 19 phím. Cần đàn là 48. Thế nên cái cần đàn nó nhỏ thế, mọi người có thể là các em từ 8 đến 12 tuổi, cái bàn tay nó chưa có phát triển hết, nó còn nhỏ, nên mình sẽ chơi và tập luyện trên cái đàn này rất là phù hợp nha mọi người. Về kích thước thì ở cái lứa tuổi từ 8 đến 12 tuổi thì các em có một cái thân hình cũng rất là gọn, và khi mọi người chơi cái đàn này rất là hợp luôn. Tại vì cái bản cần nó là bản cần nhỏ, scale nó ngắn, scale chỉ có 53 thôi. Và trước hết là cái đàn này nó action của nó, hiện trạng action nó rất là thấp. Và cảm giác bấm thì mọi người yên tâm, cảm giác bấm rất là mềm mại đó, chứ không có bị nặng khiến các em bị đau cái tay ha. Action này rất là chuẩn, rất là thấp rồi đó, rất là đẹp. Rồi, đó là một số thông tin chi tiết về kỹ thuật của cái đàn này. Và giá xin phép được công bố giá của cây đàn Aria A20 scale 53 này nha. Giá của cây đàn này đó là 3.500.000 đồng. Giá sẽ tặng cho mọi người bao da nha, tặng bao da. Nhưng mà tiếc là giá không có cái bao da mới, chỉ có cái bao da cũ của hãng thôi, của bên Nhật ship về thôi. Cái bao da đó thì nó hơi mỏng một tí, nên mọi người thông cảm nha. Thường những cái dòng đàn nhỏ vậy nè, nó cũng hiếm có bao và có khay lắm mọi người. Thế nên mọi người thông cảm. Và về cái phụ kiện ha, thì ra sẽ bù lại cho mọi người là thêm cho mọi người một bộ dây nữa để mọi người sơ cua nha mọi người ha. Rồi, và sau đây thì ra xin mời mọi người nghe thử một đoạn step âm thanh nhỏ của cái dòng đàn này. Dòng đàn này có âm thanh cực kỳ hay, rất là ấm áp, nhưng cũng rất là tinh tế nha mọi người ha. Nếu mà mọi người có thể mua cái đàn này để mọi người di chuyển trong những chuyến du lịch của mình cũng rất là gọn gàng. Những hội họp bạn bè với nhau cũng rất là gọn gàng và dễ di chuyển ha mọi người ha. Đó, chất âm thì cũng rất là hay, rất là ấm áp. Rồi, và sau đây thì ra xin mời mọi người nghe thử chất âm của cây đàn Aria A20 scale 53 này nha. Thank you.